Những anh chị em nào đang chán cuộc sống xô bồ, chật chội, bon chen nơi phố phường, muốn về nơi vùng quê yên bình, cất một căn nhà nho nhỏ xinh xinh, sống cuộc sống vui vẻ, thoải mái, thì em mời anh chị cùng theo dõi hết clip này với em nhé. Lô đất em giới thiệu đến anh chị mình ngày hôm nay rất là thích hợp, vừa xây nhà ở, vừa kết hợp buôn bán nhỏ lẻ rất là tiện lợi. Nằm ngay mặt tiền đường nhựa lộ lớn, đường nhựa Lục Viên, thuộc ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, con đường huyết mạch kết nối tỉnh lộ 9 thông ra tỉnh lộ DT823. Và trên màn hình anh chị đang xem chính là vị trí lô đất ngay mặt tiền đường nhựa lộ lớn anh chị nhé. Diện tích ngang 5, dài 52, hướng Tây, thổ cư full, sổ hồng riêng có sẵn. Chỉ với 2 tỷ 390 triệu là anh chị sở hữu ngay lô đất này rồi. Không gian yên bình, thoải mái. Từ vị trí lô đất cách khu vực chợ, trường, ủy ban xã chỉ 2 km, cách trung tâm Sài Gòn 30 km. Anh chị ưng ý lô này thì gọi em ngay nhé.